những thế hệ từng là sinh viên của khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã có mặt đông đủ tại hội trường Lê Văn Thiêm để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của giáo sư Hoàng Xuân Nhị, vị chủ nhiệm khoa đã lãnh đạo khoa ngữ văn trong suốt 25 năm, từ giai đoạn sơ khai đi qua những năm tháng khó khăn nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại. Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh giáo sư Hoàng Xuân Nhị cũng là dịp để chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm về người thầy, người đồng nghiệp đáng kính của nhiều thế hệ sinh viên khoa ngữ văn, đồng thời cũng là dịp để đánh giá lại tầm vóc và những đóng góp của một trí thức yêu nước, đã từ truyền thống đến với nhân loại, từ đỉnh cao của văn hóa nhân loại trở về với dân tộc, một lòng phụng sự độc lập dân tộc và dùng văn hóa phụng sự dân tộc. Tham dự hội thảo là các thế hệ học trò, đồng nghiệp của giáo sư, từ những lớp học trò đầu tiên như giáo sư Hà Minh Đức, giáo sư Nguyễn Kim Đính, giáo sư Hoàng Trọng Phiến, giáo sư Đoàn Thiện Thuật, cho đến các thế hệ học trò đã được thụ giáo giáo sư trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ai ai cũng không khỏi bồi ngồi xúc động nhớ về những kỷ niệm về một người thầy đáng kính. Tôi nhớ rằng cứ một tuần hai lần là giáo sư Nguyễn Hải Hà, giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, giáo sư Nguyễn Duy Bình là đi để cho thầy kèm cặp. Thầy kèm cặp rất kỹ càng. Thầy dặn dò từng tí, các đồng chí thiếu dầu thì khi các đồng chí suy nghĩ thì vặn cho nó nhỏ lại để đến khi nào ý tưởng nó xuất hiện để vặn to ra. Hội thảo cũng nhận được rất nhiều những tham luận sâu sắc của những chuyên gia thuộc những lĩnh vực mà giáo sư Hoàng Xuân Nhị có công đặt những viên gạch đầu tiên như lý luận văn học, mỹ học, văn học Nga, văn học Việt Nam hiện đại. Giáo sư Hoàng Xuân Nhị trước hết là người thầy, người đồng nghiệp kính yêu, một người trí thức cách mạng, điển hình cho lớp trí thức đi từ truyền thống văn hóa Hán học đến với khoa học nhân văn tiến bộ thế giới và để rồi trở thành người dấn thân vào khoa học. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại những đóng góp của giáo sư trong việc hình thành nên một loại lĩnh vực nghiên cứu quan trọng sau này sẽ là nòng cốt của khoa ngữ văn cũng như các khoa văn học và ngôn ngữ. Với bao biến cố lớn lao trên thế giới và trong nước, gợi cho ta nhiều chiêm nghiệm suy ngẫm. Cái còn lại là tình người, tình thương. Điều đáng quý là hình ảnh các thầy vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi. Trò không phụ công thầy, vững bước theo con đường thầy chỉ dẫn, suốt đời yêu mến văn học Nga, mãi mãi nhớ ơn thầy. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Vẫn đi